Sáng 24 tháng 10, ông TCT, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cho biết người dân vừa phát hiện thi thể hai nam sinh trôi dạt vào bờ biển địa phương. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục dọc bờ biển thôn Bắc Mới và thôn Đông Tây, xã Cương Gián, thì phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ nên vội thông báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, chính quyền xã Cương Gián đã cử lực lượng công an, quân sự xã đến bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh thông tin. Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân là MDTG, ngụ Xuân Giang, huyện Nghi Xuân và TPSX, ngụ thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Cả hai em cùng 13 tuổi, là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành làm thủ tục để bàn giao thi thể hai nam sinh xấu số cho gia đình. Đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ các gia đình có nam sinh gặp nạn. Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 22 tháng 10, MD và S rủ nhau xuống biển Xuân Thành để chơi. Tuy nhiên, đến tối gia đình không thấy hai em về nhà nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng. Trong khi tìm kiếm, gia đình hai em phát hiện quần áo, dép và xe đạp để lại trên bờ biển. Được biết, khu vực tìm thấy thi thể hai em cách địa điểm gặp nạn khoảng 7 km.